Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và trước mặt các bạn đây thì là Long Thần Vô Song và Chiến Thần Tận Thế. Và theo yêu cầu của một bạn là mình sẽ đổi động cơ của Chiến Thần Tận Thế vào Long Thần Vô Song và cho Long Thần Vô Song đấu với tất cả chiến cơ của mình xem nó như thế nào nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thay thế động cơ của hai con chiến cơ này lại với nhau. Và động cơ của Chiến Thần Tận Thế bằng một cách nào đó, bằng một cách kỳ lạ nào đó thì nó lại rất là mạnh nha. Động cơ này nó rất là mạnh đấy. Lúc mà mình kéo một lần mình có so qua với những con với động cơ của những chiến cơ khác thì mình thấy nó chạy xa hơn, chạy nhanh hơn nữa. Không biết cái người chủ cũ của con chiến cơ này nó đã làm gì với cái động cơ đó thì mình cũng không biết. Kiểu như độ lên hay gì ấy mà con chiến thần tự thân nó mạnh một cách kinh khủng luôn. Và theo mình thì động cơ cũng là một phần và cái cấu trúc của con chiến thần tự thân nó cũng là một phần nữa, bởi vì con này nó khá là bự, nó kích cỡ bự nhất trong tất cả 25 con chiến cơ luôn. Và con Long Thần Vô Song thì cái động cơ gốc của nó cũng không yếu, mặc dù mình đã mở hộp nó được 11 năm rồi nhưng mà nó vẫn đủ sức. Và thậm chí có một trận thì nó có đánh bại được cả chiến thần tận thế, một con chiến cơ rất là mạnh. Và nó đã cầm hòa rất nhiều lần và chỉ để thua vài lần thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đầu tiên nha. Và bạn nào muốn mua chiến cơ thì có thể vào shop của mình mua, mình sẽ để link bên dưới phần mô tả nha. Và trận đầu tiên mình sẽ cho Long Thần Vô Song đấu với Thiết Giác Tây Kỵ nha. Và mình sẽ sử dụng luôn cái bàn đấu mình mới mở hộp này nè. Như thường lệ mỗi trận mình sẽ kéo 5 lần ha. Và mới trận đầu thì đã thấy uy lực rồi, ủi một phát lực ngửa luôn Thiết Giáp Tây Kỵ. Con này theo mình thấy là nó chỉ mạnh thứ hai chỉ sau mỗi chiến thần tận thế thôi. Anh nào ủi cho lần nữa là hiểu rồi đó các bạn, rất là ghê gớm ha. Và con chiến cơ thứ hai mình chơi đấu là bọ cạp khát máu. Chuyện hồi nãy lỗi quá, mình chơi đấu lại ha. Còn một cách kia là nào đó thì hai con nó bị bay ra ngoài luôn. Trận này chứ mình tính Long Thần Vô Song thua đi ha, bởi vì nó bị bò cạp ủi cho bay ra ngoài sân đấu rồi. Trận thứ ba mình cho Long Thần đấu với Thiết Giác chiến giáp gai thép nha. Các bạn thấy là nó ủi cho Thiết Giác chiến giáp gai thép về phía bên phải luôn ha. Tóm lại thì qua 3 trận đầu thì mình thấy nó khá là mạnh đấy. Tuy nhiên trận với bọ cạp thì hơi tiếc cho Long Thần Vô Song khi mà nó bị ủi ra khỏi sàn đấu. Chứ trận đấy mình thấy Long Thần có vẻ nhỉnh hơn ấy. Và đến với chiến cơ thứ tư nào. Trận thứ tư Long Thần Vô Song và Giáp Sát Thiêu Hình. Và chuẩn này thì Long Thần Vô Song ủi cho Giáp Sát Thiêu Hình lực nữa ha. Và trận thứ năm Tượng Ảnh Thần Binh. Và không phải tới bây giờ nó vẫn còn quay, bây giờ mới dừng à. Ảo thật đấy. Và không nói nhiều, một phát lực ngửa luôn.
Trận thứ bao nhiêu rồi ta? Thứ sáu thì phải. Mình cho Vũ Điệu Cùng Phong ở đâu ha? Mình tính là Long Thần thắng đi ha. Trận thứ bảy, độc giác lên dòng cơ bản ha. Mà nó ủi cho độc giác lên bay khỏi sàn đấu là cũng không hẳn là bay, nói chung là bị đẩy lùi về cái đường này ha. Và trận thứ 8, cá sấu món xanh. Cá sấu món xanh bị lật ngửa ha. Mà một cách kỳ lạ. À không hẳn kỳ lạ. Nó cứ ủi sang đây làm cho cái miếng này nó bị bong luôn rồi. À cũng không bong, nói chung bị gập ngược lên ấy, nhìn nó cứ khó chịu quá vậy. Chắc vài bữa mình dám mình dính lên luôn ha. Trận thứ 9, cá sấu gầm thét. Đầu mình để cá sấu hơi chậm cho nên cá sấu nó không có kịp lên và bị Long Thần ủi luôn, chịu. Trận thứ 10, liệt hỏa linh sư. Hai chiến cơ đánh nhau, miếng này là bị ảnh hưởng nhiều nhất ha. Và trận này thì Liệt Hỏa Linh Sư bị Long Thần ủi cho về phía bên phải ha. Trận thứ 11, Hỏa Linh Sừng Cứng. Lật ngửa luôn ha, không nhảy nhiều, một phát lật ngửa luôn. Trận thứ 12, Long Thần Vô Song và Kim Giác Quả Thần. Và hai con chiến cơ này đều cùng một người sở hữu là Neo và đều thuộc hệ kim ha. Và theo mình, trận này Long Thần Vô Song thắng. Và nếu như không có cái miếng này hoặc là cái gì đó ở đây, à cái này nó cản lại thì có lẽ Kim Giác Quả Thần nó đã bị lật ngửa giống như Hỏa Linh Sừng Cứng rồi. Nói chung là Long Thần mà gắn động cơ của Thuận Thế thì không đỡ được, nó vẫn là một thế lực gì đó. Trận thứ 13, mình cho Lận Xăng Địa Ngục ra đấu ha. Và mãi mới có một con chiến cơ cầm hoài được Long Thần Vô Song là Lận Xăng Địa Ngục. Và cái yếu tố theo mình nghĩ, cái yếu tố dẫn tới cầm hòa đó là hai cái này không biết gọi là cái gì, gọi là cái sừng đây ha. Nó cản được Long Thần nhờ vào cái này, và cũng một phần là nhờ vào cái kèn nó nhấc bổng hai cái bánh trước con Long Thần Vô Song lên, làm cho nó bị mất đi một phần của sức mạnh.
nên nó đẩy không được, nó chỉ còn hai bánh, trong khi con này tận 4 bánh. Mà hai bánh đấu với 4 bánh mà hòa được thì nó cũng là một vấn đề rồi. Và quan trọng bây giờ là hai con này nó kẹt nhau luôn rồi. À, gỡ được rồi. Mình tưởng là nó kẹt dính chặt thôi chứ. Và hai bánh mà nó đỡ được một con 4 bánh như vậy ấy thì cũng là ghê rồi ha. Và chữ này hòa. Chữ thứ 14. Mình cho cá sấu thần thánh ra đấu ha. Chơi đấu lại ha. Hai con bị bay ra ngoài trong khi vẫn còn chạy. Đó vẫn nó vẫn bị một cái hiện tượng tương tự các bạn à. Và hai cái miếng này nó bị gì rồi mình không biết nói sao nữa. Thôi mình tính hai con này hòa chứ nó có bị bay ra ngoài thì đỡ sao được. Và trận thứ 15 mình cho chiến nhắm công phá ra đấu. Và dĩ nhiên là sẽ đổi ngược vị trí của hai con này lại. Nếu lỡ mà chiến nhắn con phá có bị ổi thì miếng này nó khỏi bị bong lên ha. À đúng thật. Chiến nhắn công phá nó bị ổi thật. Nếu như không có miếng này thì mình nghĩ chắc là chiến nhắn công phá nó bị bay ra ngoài sàn đấu rồi á. Vậy chân này mình tính long thần thắng nè. Và chiến cơ cuối cùng, chùm cuối, chiến thần tận thế. Và riêng con chiến cơ này mình cho đấu tận 3 lần nha. Xem sau khi bị thay thế động cơ với long thần vô song thì nó có còn mạnh như trước hay không. Và bắt đầu nha. Và ảo thuật đó các bạn, nó hòa được long thần vô song. Trận thứ hai của chiến thần tận thế với long thần vô song. Và lại hòa, hai trận hòa rồi. Mong trận thứ ba sẽ không bị lặp lại nữa ha. Và trận thứ ba thì Long Thần Vô Song đã thắng được Chiến Thần Tận Thế. Mà điều đặc biệt là nó làm cho Chiến Thần Tận Thế lật ngửa luôn. Đây là một điều chưa từng xảy ra với Chiến Thần Tận Thế luôn ấy. Chưa từng. Chiến Thần Tận Thế nó chỉ có thể làm cho con khác lật ngửa thôi. Chứ riêng nó thì chưa bao giờ lật ngửa luôn. Cho tới trận đấu này. Và một phần là do cái bàn đấu nữa. Vậy cũng coi như là chiến thần tận thế thua. Sau hai trận hòa thì chiến thần tận thế mới thua được. Và thua lật ngửa luôn. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Các bạn cảm thấy Long Thần Vô Song này như thế nào? Theo mình thấy thì nó mạnh hơn khoảng 50% so với trước khi thay động cơ. Và mình thấy nó đánh bại được rất là nhiều chiến cơ. Và hòa cũng ít thôi. Thôi thì theo mình thấy, mình nhớ nha,
Hình như chỉ thua đúng trận với bọ cạp do bị bọ cạp đẩy ra khỏi bàn đấu thôi, chứ phải. Còn lại là thắng tức, kể cả với chiến thần tận thế, một con chiến cơ rất mạnh và cũng như rất ít khi thua, và thậm chí là chưa từng bị thua lật ngửa luôn, chưa từng bị lật ngửa. Nói chung là Long Thần Vô Song sau khi thay động cơ nó mạnh lên khá nhiều ha. Và video đấu chiến cơ của mình tới đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay nhớ like và đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 10.000 người đăng ký nha.